Mến chào các bác. Hôm nay em đang có mặt tại thành phố Tam Điệp, một thành phố thứ hai của tỉnh Ninh Bình. Vâng, và em đang có mặt tại vườn lan của nhà bác Nguyễn Văn Cường, một người chơi và yêu lan của thành phố Tam Điệp. Xin thưa với các bác là một cái vườn lan rất là hoành tráng. Bác Cường là một người yêu phong lan. Bác cũng có một cái niềm say mê và một cái sở thích rất là cao quý, đó là yêu những các cái cảnh sắc thiên nhiên và những nhánh lan rừng rất là đơn sơ và đầy chất chứa nhiều những các cái ý nghĩa. Vâng, xin mời các bác cùng với tôi đi tham quan cái vườn của bác Nguyễn Văn Cường. Xin mời các bác. Dạ vâng. Có khách nào mua cục này ta bán rồi. Đâu vậy? À vâng. Xem nó làm những cái này gì đây? Đâu rồi? Đâu rồi? Đi đi xem nó làm cái gì nè, con thái. Số tính chứ. Cục này mày biết nha, ta nói cho chú biết là hội Ninh Bình và cả ta 70 triệu đồng bán đâu. Dạ vâng. Nói trước. Cục gỗ đây á. Vâng, giá 70 triệu đồng bán đâu. Vậy đi mời chú lên chú mang thuốc không biết đi. Bây giờ đã làm ở này là cô kia. Quan trọng là anh và em biết đi thế này chơi nó đẹp, nó hay. Chơi phải đầu tư. Anh để đi cái chỗ nó ngồi đi. Dạ vâng, ngồi vào nhà. Bác để cái bàn này đẹp quá. Vâng. Bác để cái bàn này. Tao nói chú biết là mai tao sẽ đắp một cái bệ đây. À dạ vâng. Chú hiểu chưa? Thì dạ vâng. Chú hiểu chưa? Dạ vâng. Đây không, bác chỉ làm một cái hệ thống phun nước ở chỗ này cũng đấy. Được. Đúng rồi, vâng. Tao đầy đủ mới nhìn. Dạ vâng. Mày nhìn hệ thống nước chưa? Dạ, à vâng. Đây đây có à, thì nâu thì. Đúng rồi, vâng. Thế thì mùa hè thì... Mày nhìn nè. Báo mới mua về giờ ra hoa này. À vâng. Báo dần. Đúng rồi, vâng. Báo dần. Dạ vâng. Chú nhìn không ra được không? Dạ vâng. Nói chung là lan chưa chụp chỉnh đúng không? Dạ không, nói chung là quá tuyệt vời. Ôi ơi, chụp ngay cái bàn ngồi chắc nè. Vâng. Không phải. Đẹp không? Quá đẹp. Chưa đẹp. Chưa mặt. Đây thì giữ cái đấy, còn cái kia là ông nước.
Dạ vâng ạ. Bác cứ xuống nhà chúng em là có rượu. Mày đi điện đi, mẹ cứ xuống mày đi vắng gì đéo mày ở nhà. Em thì vẫn có đang đi công tác, thế nên là chỉ có thứ bảy chủ nhật thôi. Thì, nào đây? Dạ vâng, các bác cứ xuống là có rượu uống đấy. Kéo à, xuống từ rừng mà đi vắng, đi xuống 20 cây dạ. Điện. Xong mấy cả em cũng ở nhà thôi. Trèo đến kinh lắm. Đấy, chờ anh Hàn này này. Cho anh Hàn này trống này. Chỗ này này hơi cực kênh. Không, Hàn trống như này cho nó chắc chắn. Chỗ này anh tiến cái gì nữa, anh kê ở cái bên kia. Không. Cái này không, chiều tôi sợ nó làm hết. Hay là bắn cái đấy vào cái bít này. Không, nó bắn, nó cho giúp cái đường kia này. Đừng để cố lên. Không, phải để cố lên. Bỏ nào sẽ đéo. Người ta mày chó thì khỏe này, thằng nào vàng nó bổ ra đầu tư hết đây. Đây. Con này nhá, em đây đùa đây. Em cứ mặc áo, em cởi áo ra xem nào cũng bổ cho nhanh. Ừ, bổ luôn. Mày đến đây còn thiếu cái áo đây nhá, bình thường cởi áo ra phát ra bổ luôn. Thích nổ, để mắt nhá. Đổ vào rồi. Ôi cho mình đi mình mặt tích nổ luôn. Giáo. Vậy má con họ ra tham mày vô ra đây, vô ra đây. Ra. Tôi có lấy áo của mày đâu. Cũng vậy á. Tỏ mẹ. Người ta mà kìa. Là kìa. Thôi rồi. Hôm sau bác xuống em đưa bác lên cái vườn của tay bạn em đấy. Nó đầu tư khoảng 5 tỷ. Thôi vậy đâu làm nữa. Năm chứ. Anh em mình dạ. Chúng nhận đó là kinh khủng kêu luôn và gãy đầu nhá. Làm nữa. Gãy đầu nhá. Làm tôi gãy đầu cho nhá. Không bổ nữa mày bổ lên tận người tôi kinh khủng. Cái hàng này là thân thân nổ lá nhựa của Phú Thọ đây à bác hay là Hòa Bình? Đây tôi biết rằng không được cái gì. Làm nữa. Dạ vâng. Ai chèm đi kia mày? Nó phê với thằng Nam. Nó rất nguy hiểm cái là nói bố mày biết là chơi Nam này này, khoe của bên ngoài. Dạ. Đúng rồi vâng. Nó rất là khổ là. Rất vất vả. Mày biết mẹ rồi. 30 triệu. Dạ vâng. Chạy muốn qua nhà làm kín như này. Đúng rồi vâng. Mày nhìn này. Dạ vâng. Này bao tiền? Đố này giá rồi. Trời, 100 này em mua tỷ triệu em thôi. Em chỉ có biếu không? À, trong không, không đẹp thì chưa không. Tí hàng tôi về. Dạ. Tí dạ, hàng về này. Vâng. Mai hàng về này, ngày kia hàng về. À vâng. Mày mua nhà không? Dạ. Ta điện cho mày không thật. Dạ vâng. Nhà này, mày mua ta điện cho ta có nghe ở trong bộ minh luật. À dạ. Không thật. Cái gì biết là anh em mày chỉ. Dạ ta vâng. Cho mày mua luôn. Dạ. Ta điện cho nó mua luôn. Mày mua ta đi. Dạ đây. Để anh Thắng ta tám với bao hoa đang mua. Vâng. Ta vừa nói này. Nếu mày cần ta điện ta cho mày nghe nó chuyện không, mà một số các cái cơ sở nó uy tín nó bán tốt lắm nó trong đây thằng em mai đó. Gửi đây mai gửi cho con cu biếu và với mấy hàng nữa kinh lắm nói em biết đi sáng ngủ nhầm em sợ
ra như nó đứng, mình nhờ đứng này, nó đứng dưới này, phơ đi trởm hết hai chân. Nó đi luôn. Thế em lấy cái là lấy là gọi nó ra nên đầu. Nó bị kinh thì dạ vâng. Con này nó co giả không chê à? Dạ vâng. Ăn ngon không? Em nhìn nông thì em biết này. Ăn một cá, ăn gan, ăn phổi. Cái hàng này của bác là cũng là hàng thế đẳng cấp này, cái hàng mà đang vàng lá này. Đó là cái này là thân thân nụ lá nhựa đấy đó. Chưa được mít. Dạ. Chưa được chuẩn. Không chuẩn ạ. Chưa. Cái hàng này là hàng chuẩn rồi đấy. Chưa. Đây hàng đó là hàng hàng ta vừa mang hàng hàng con tum vậy. À vâng. Đấy hàng chính là hàng con tum đấy. Vâng. Nghĩ mang tiền này. Con hàng con tum đắt đắt con tum kìa, bố mỹ thuật đấy. Vâng, mà sao nó cái thân nó của hàng con tum là em thấy thường thường thân nó nhỏ mà này thân to nhỉ? Đâu thân này to thì thật đây cơ mà, giò này thôi, không phải giò này đâu. À giò bên này. Giò đây này, còn giò kia là giò của Hoa Vinh. Dạ đúng rồi, vâng. Đúng rồi vâng. Trong ý không bao giờ có thân nụ. Đúng rồi, trong đấy thân nó hay thân nhỏ. Đây thân của nó đây cơ mà. Anh chỉ do này mà, do này của Hoa Bình, do này. Đúng rồi vâng. Làm gì có thân to vậy. Đúng rồi vâng. Vậy anh mới điện lên chú lên chú tư vấn cho anh để anh chăm sóc. Còn anh đủ hết này. Dạ vâng. Chỗ nào ai điện anh mua hết này. Vâng. Nói thật chú vừa rồi nó chết hơi nhiều. Dạ. À thế rồi. Thú mũi nhiều. Dạ vâng. Nhưng mà mình có rồi. Vâng. Bây giờ nhà anh trai mà che mé này thì không bao giờ bị sô nhút. Dạ vâng. Đúng không? Dạ vâng. Nhà anh bây giờ che được mái nước mưa này không bao giờ bị sô nhút. Che được cái đấy rồi thì nó ăn không bao giờ bị sô nhút. Với hai nữa bác ạ, là tí nữa em sẽ nói chuyện với bác là cái bệnh thu nhũn ấy thì hoàn toàn là nó chỉ có do nấm. Do nấm mình phải trị, mình phải phun. Dạ vâng. Mình phải phun dạ. Romin gì đấy. Đúng rồi vâng. Phun phòng. Đúng rồi vâng. Thì mày mang lên đúng không? Đúng rồi. Không ạ. À. Bác đã sử dụng cái kia rồi nó có vi khuẩn đối kháng rồi. À thì cái và này là nấm đối kháng rồi. Chứ cô mà ma gì. Đúng rồi, ok vâng. Ok. Vâng nên là bác yên tâm. Ok. Và anh với điện chú lên. Dạ vâng. Thì anh định chú nhà chú anh mua. Đây còn bao nhiêu người chưa đến. Dạ vâng. Nó đến mà anh cứ lấy đi rồi em